Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Thì hôm nay mấy anh em cũng có chuẩn bị được một số cá linh nè. Cá linh này, cá linh non cả nhà. Cá linh này nữa lát mình sẽ kho với me. Với được một số tép nữa. Tép nó lát nữa mình xào với măng. Cá linh kho lạc đúng không ạ? Dạ, cá linh kho lạc với me. Cá linh dần thấy ngon quá ha. Dạ. Là mình ăn cá linh đậu mồ mà chú bác. Bởi vậy. Cá linh này ăn với bột súng là khổ chê. Dạ. Nhưng mà đặc biệt là phải bông súng me ha chú bác. Bông súng me. Rồi cá linh này thì cái mùa nước nổi thì nó gắn liền với bông súng với cái bông điên điển. Chứ còn nếu mà bông súng của mình thì nó cứng hơn bông súng ma. Bông súng ma thì ăn nó mềm. Bông súng ma này hồi xưa nhỏ lên đâu có lột vỏ. Dạ. Để vậy cắt khúc ra ăn. Dạ, đúng rồi. Con cũng nghe nhiều người nói là bông súng này có thể mình khỏi tước vỏ cũng được tại nó mềm á chú ơi. Mềm. Dạ. Dạ chú Bảy, con coi ở trên điện thoại á, người ta hỏi lên cái gì mà cây hẹ nước á chú Bảy. Người ta nói là mỗi lần mà nước nổi lên là có hẹ nước rồi hái cái đó chấm có cắt hồi, hẹ nước. Hồi xưa nó mọc ngoài đồng dữ, nó với tay tượng rau mát. À, mấy cái đó hồi xưa nó mọc ngoài đồng. Ở đây mình cũng có mớ rau mát nữa nè. Cái vùng mình giờ không thấy hẹ nước rồi chú Bảy. Hẹ nước thì giờ không có. Ở trên đồng. Trên đồng, giờ chắc ở trên miệt Long An được hả chú? Ừ. Hồi xưa giờ con chưa có ăn cái hẹ nước á chú Bảy. Ừ. Chú Bảy hồi xưa chắc cái đó thường hả chú Bảy? Có chú hồi đó cũng có ăn. Dạ. Nè, nó không cứ bằng tay tượng nha. Dạ. Cũng cứ được. Hòa chú Quang có ăn cái hẹ nước á chưa? Chưa nè. Em còn chưa thấy. Chưa thấy ở đây nó có đồ ăn à. Cái lá hẹ nó nhỏ mà nó dài, nó mỏng. Dạ. Cái đó ăn dài em chú Bảy. Nó ăn cũng giòn giòn. Nó xốp xốp á chú Bảy. Để này bỏ vô trong đây kiếm cái đồ đựng cái bông. Cái con cá linh này nè, có một loại cá đó giống con cá linh nữa là con cá giòn á Quang. Dạ. Con cá đó thì nó sẽ đen hơn nha. Con cá linh mình thì nó sẽ trắng. Còn dạ, con cá giòn thì nó sẽ đen hơn. Khó phân biệt đó mày nhớ nè. Ừ. Nó lúc nhỏ không ngon bằng cá linh nữa. Ờ đúng rồi, ăn không ngon bằng cá linh mình. Con cá linh thì ăn nó béo, nó thơm. Còn con cá kia thì nó ăn không có béo bằng cá linh. Đối với những người người ta làm nghề cá thì người ta phân biệt cái cá này nó dễ hơn mình. Còn mình thì nó khó phân biệt. Tại vì mình chỉ nhìn nó là trắng với đen thôi. Nếu mà không nói em cũng không biết con cá nào là cái nào. Ừ. Cứ ngỡ là cái linh không à. Ừ. Trong nhà người ta biết. Cái linh này là đầu mùa nước nổi rồi ha. Giờ cái linh là đặc sản của miền Tây mình rồi đó. Dạ. Sau này nó cũng ít. Lúc trước là khỏi nói luôn. Ừ. Mà cá linh năm nay, mùa năm nay là nó rẻ hơn năm rồi nha Quang. Dạ. Yeah. Hồi năm rồi là cá linh này là nó tầm khoảng gần 300 ngàn một ký đó. Bây giờ hiện tại thì cá linh này nó tầm khoảng 200 ngàn ký hả? Dạ. Nó nhiều hay sao ta? Nó nhiều nó rẻ hay sao ta? À, chắc đụng mùa nhiều hay là sao mình cũng không biết nữa. Tại vì mấy cái tiểu thương ở chợ đó, mình mua người ta nói năm rồi em. Năm rồi mình cũng có mua đó. Dạ. Yeah. Nói năm nay nó rẻ hơn năm rồi. Mà cá ngon hơn nữa. Vậy chứ con cá linh này ngay tại chỗ đánh bắt thì nó tầm khoảng mấy chục ngàn ký à. Rồi người ta vận chuyển oxy đồ về đó, chứ đi xa đồ nên giá nó đội lên cao quá. Ở mình giờ cũng đâu có cá linh này nhiều. Ừ. Trên đầu nguồn nữa chứ mày. Cái cá linh này cá linh đầu nguồn. Dạ. Nó nhiều. Thì đố quà chứ măng này là măng gì? Măng đó măng mạnh tông. Em định nói măng đen. Phải đó đen hả? Dạ. Măng này thì một lát mình sẽ xào với tép nha cả nhà. Còn cá này thì một lát mình sẽ ăn với bông súng, với bông điên điển, với rau mát, với đậu rồng. Đậu rồng giờ là cũng đậu mùa đó luôn đó. Đúng rồi. Cái đậu rồng kìa. Cái tháng này cái đậu rồng thì tháng 10 nó cũng mới lớn. Dạ. Chưa chỗ. Của con giờ ông chồng có đậu rồng tháng á. Dạ. Là từ tháng nào nó cũng có trái. Của con giờ chồng có 4 dây mà ăn không hết á. Ừ, đậu rồng này mau lẹ ghê chứ. Đậu rồng tháng cười cháy quanh năm luôn. Dạ. Cái bông điên điển này đó chú Bảy, là cái bông điên điển của bờ trên của mình nè, chứ không phải là bông điên điển Thái. Bông điên điển hồi xưa. Dạ đúng rồi. Bông điên điển Thái thôi, cái bông nó bự hơn. Dạ, nó bự mà nó sậm hơn, nó sậm màu nó hơn. Sậm cái màu nó hơi nâu nâu. Dạ. Mà thấy nó kịch cộm lắm. Mà nó ăn đâu có ngon bằng này, cái này ăn giòn mà ngọt nữa.
cái bông bông tiên điển này bây giờ mình ăn sống được á. Dạ. Còn bông tiên điển kia thái ăn sống hơn ngon. Dạ. Cái này là cá linh với bông tiên điển là chỉ có mùa nước nổi mình mới ăn thôi ha. Dạ. Một năm mới có một kỳ. Dạ. Giống như mấy cái cây tiên điển này giống tới mùa nước nổi nó mới có bông. Nó mới có bông. Dạ, mình đuổi mà ngoài ruộng ngoài bờ đê rồi đó. Ừ. Chọn mấy con kênh rồi ha. Dạ. Nó cái tháng 8 là đầu nó trổ bông. Chừng nào nó thấy có cá linh là tự động nó trổ bông hết trời. Nó thấy cá linh đục là bắt đầu nó trổ bông hả? À. Giống như mùa nước nổi không có rau gì, cái có bông điện điển thì mình kết hợp với bông điển với cá linh. Ừ. Mà theo cá linh á, có cá linh mà không có bông điện điển ăn chắc cứ thấy chứ không. Dạ đúng rồi, con cảm giác là ăn cá linh với bông điện điển là ngon rồi chú bạn. Ừ. Kho hay nó canh chua gì ăn cũng ngon á. Nó mình gì ăn. Tép này nó tươi quá hả? Dạ. Nó còn sống luôn đó. Có con còn sống luôn nè. Tép gông này vậy chứ mình xào nó ngọt dữ lắm. Cắt bớt qua cái đầu nó để ăn thôi, nó đâm cái họng. Ừ. Mấy con mà nó bự bự hơn xíu á, hồi lúc trước cái người ta bán, người ta chạy ngang á, cái người ta giao bán mấy chục nghìn ký á chú ạ. Cái cha mua về, cái cha con bắt lên biết rồi xong rồi kêu mặn ngọt uống nước trà. Đúng rồi, mặn mặn. Chắc vào nói con tép bự hơn là con tép gạo quá chú bạn. Con tép gông thì nó nhỏ lắm, nó không được. Bự không. Tép gông mình chứ, tép gông mình uống nước trà nó ngon. Dạ, nó ngọt ha chú bạn, phơi phơi nắng á ha. Phơi nắng mà người ta không có mặn gâu nha. Dạ đúng rồi, không có mặn gâu. Để nguyên gâu vậy đó. Ăn chú. Cái mỗi lần con ăn cái con lấy tay cái con nóng nguyên chùm á chứ bỏ hậu. Ừ, chú hồi đó chú cũng chuyên nghiệp uống trà với tép. Dạ. Cá đồ hơi khô quá chú bạn. Giờ dạ, muốn nước trà ăn tép nó không còn hơi phí nha chú bạn. Không có tiền ăn nổi luôn. Bây giờ là phải có cái bình bụng cái bên mới có tép đó mới được. Một ly là một con thì chú bạn. Rồi nhiều tép đó, đó đừng có ấy gâu là vào nó để đồ đũa vô nó xe hồi lên không còn con. Hết trơn vậy tép luôn. Hết trơn luôn. Mấy con đó giờ có ăn cá linh mà nấu cháo không? Dạ chưa, con chưa ăn món đó. Cá linh nấu cháo cũng ngon. Dạ. Chắc nó cũng ngọt béo lắm ha chú bạn. Ngọt. Dạ. Hồi đó chú chài lên cá linh kia cũng mặn để nấu cháo ăn với gâu đắng. Hồi đó gâu đắng nó hay mọc lắm. Gâu đắng đắt á ha. Ừ. Dạ. Bây giờ gâu đắng người ta cũng có trồng chứ không có mọc nhiều, người ta bán. Dạ. Còn hồi đó tự kiếm. Giống như giờ cái đó người ta chuộng á chú bạn. Cái giờ người ta giống như ta chăm sóc, ta vũ hột á, cái bắt đầu người ta giải phân đồ á. Đúng rồi. Cho nó bự này kia lên. Hồi xưa thì nó mọc nhiều. Như gạo cải trời á. Dạ. Là hồi đó đi vườn nào cũng có bẻ chứ bây giờ không có đi mua không. Dạ. Cải trời giờ trồng không? Trồng không. Mà cải đất là như con được biết là hình như cải đất nó không có trồng không? Cải đất không trồng. Dạ. Cải đất tự mọc luôn. Cải đất là mấy cái vườn mà lên mua mới rồi á, mấy ruộng đồ lên á là mọc dữ dằn đó. Mà anh thấy cái cải đất bây giờ nó ăn ngon hơn rau cải trời nha, tại vì nó thơm hơn á. Thơm với là nó giòn hơn nữa. Ờ đúng rồi, nó giòn hơn. Mình nấu canh nó cũng giòn nữa nha, chứ không phải là mình ăn sống nó giòn. Dạ. Nhưng mà sao cái nào cũng cải trời, cải đất mà cải cái chuyện lớn lao không mình ăn kia không biết hết. Cải trời chắc là nhiều khi cải nó mọc tự nhiên. Là mình kêu hồi xưa là mình kêu cải trời hết chứ bạn. Chú cũng không biết cái gốc tích nó là sao mà kêu nó cái trời này. Vậy tại sao gọi là con kêu là con vịt trời vậy chú ơi? Tại nó bay con vịt trời, tại nó bay rồi mình đặt nó vịt trời đi. Nhưng mà nó giống con vịt rồi xong mình nó kêu là vịt trời. Phân bị nó bông. Dạ. Nó bông nó ở ngoài gần rú á. Là mình kêu vịt trời. Con vịt nó bay dữ dằn hả chú ơi? Bay. Nó bay dữ lắm. Mà thịt nó ít hơn con vịt của mình không? Nó nhỏ hơn. Dạ, nhỏ nó ít vậy chứ thịt nó ngọt hơn. Nên nó mới bay nổi hả chú bay? Ừ. Chứ nó bự quá nó bay. Con còn giống vịt trời mà nó cũng bay mà nó kêu như tên khác chú bay. Coi chừng con le le. Le le. Con le le con chưa biết. Le le con súng này nhìn sạch ha. Là nó cũng giống vịt trời. Tại con súng này chắc nó dương cao lắm, nó không có gần. Ừ, thấy nó này chắc nước nhiều ừ, nên thấy cái con súng nhìn nó sạch thấy ghê luôn. Con súng này đúng ra là nó tới 3 thước mấy rồi. Dạ đúng rồi, nó dài dữ lắm. Nước sâu nào là nó vượt nấy. Dạ. Cái con tép này mà mình luộc á, mình cuốn bánh tráng là nó ngọt lắm Hoàng. Dạ. Nó như hến á, ngọt lắm. Ừ. Nhắc cái thèm ha, mỗi lần nhắc món gì cái thèm món đó. Vậy chi? Mỗi lần mình ước là nó xuất hiện trước mặt mình liền.
tép này dưới hến mà cuốn bánh tráng thì khỏi chơi ha. Bữa nay bé vào chỗ tài món măng tép xào măng nào quà. Sao chị run trong bụng quá. Không biết ăn được không? Không hả? Sao đâu. Chứ sao gì nó cũng vô bụng rồi. Không sao đâu. Chị phải cho em nó có cơ hội thể hiện. Tại năng bỏ bé chị dành làm hoài không à bà? Dạ. Em giấu nghề thôi. Giấu nghề hay là làm biến? Em chỉ giấu nghề thôi. Giấu hiểu hư hỏi biết làm món gì? Dạ, em biết làm món hồng vịt luộc. Giấu nghề thôi ha, rồi lát mấy anh chị ăn thử là biết khuyên sao. Thôi em giấu luôn đi, em đừng có giấu lại nữa. Cái rau mát này ăn ngon hơn là lục bình nha Hòa. Dạ. Ngon hơn á. Cộng nó mập ghê ha. Mềm. Nó mềm mà nó ấy hơn. Rau mát này mà có mắm chấm chắc ngon lắm. Má ba thích ăn cái món rau mát này lắm nè bây giờ. Dạ. Kiểu nó xốp xốp á, dễ ăn. Rau mát này người ta, em thấy mấy bà kia ba loại, ba dưới xuồng người ta hái ba cái lá. Tao bán cho mấy người ta bán giữa trái cây để không có, đó là lục bình khác, rau mát khác nha em. Dạ. Cái rau mát là nó cao hơn cái lục bình, nó dài hơn, lá nó cũng khác hơn nữa. Như lá nó bự, nó mọc trong xác bự. Ừ. Nhưng mà nó có bông màu tím đúng không anh Thắng? Cái bông thì bông anh cũng không nhớ, anh không nhớ. Có màu cũng tím nữa. Chiếc cửa mình có nè. Chiếc cửa mình có mấy bụi. Đúng rồi, chiếc cửa có mấy bụi rau mát đó. Đúng rồi, bông nó màu tím mà cái bông của nó nhỏ giống như là cục lại chứ nó không có mờ giống như bông lục bình mình. Lục bình hiểu rộng dài. Đậu gọng này thì ăn với cá kho thì khỏi chê ha, giòn. Giòn quá trời non luôn, em lặt non ghê luôn nè. Đậu gọng nó xào với tép ăn cũng ngon lắm. Ừ. Tội nghiệp Hòa nó ngồi cắt kép từ nãy giờ chưa xong. Nhỏ 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 ha Hòa. Đúng rồi, nó nhỏ, nhiều con. Ừ. Em biết đậu gọng này xào với gì ngon đó hôm qua? Thịt bò. Hay quá ba. Bò cốt thư à. Em thì cũng ướp cá linh luôn. Tỏi, hành với ớt. Cái gì thấy ớt vô cái thấy đói bụng nè. Dạ. Yeah. Có ớt là đói bụng. Cái con cá này nó màu chín lắm mấy quan. Dạ đúng rồi. Bây giờ nên loại cá trắng đó. Dạ. Yeah. Nước có thời điều lên tí. Dạ. Yeah. Mình nhúng lẩu cũng vậy nữa. Nhúng lẩu cái mình nhúng vô nhưng mà nhúng một mớ nào thôi. Nếu mà mình nhúng hết ăn nó không ngon. Ừ. Dúng hết thì ăn kịp nó gã. Dạ. Cái cá này ở chỗ Bảy mà về vô mùa ở chỗ Bảy người ta ở ta bán á, mấy chỗ mà người ta bắt nhiều á, người ta bán để người ta ủ nước mắm á chỗ Bảy. Nước mắm cá linh á. Nó ủ nước mắm thì dữ lắm. Dạ. Cá kia mấy con thạc. Dạ. Mà nước mắm cá linh này ăn nó thơm nha chú Bảy. Ừ. Nó ngon. Nó đậm đà đó chú Bảy. Đậm đà. Mắm cá linh mà lấy lại được nước mắm nhĩ nữa nha. Dạ. Cái đó mua ở nhà mình làm thôi chứ giờ ở ngoài. Mình làm để dạ. Dành ăn mắm nhĩ. Giàu biết mắm nhĩ rồi. Dạ biết. Hòa coi cái măng trống kìa Hòa ơi, anh thấy nó sôi quá trời trống rồi kìa, cháy lửa quá trời. Cái này mà mình làm lẩu mình ăn với bún cũng ngon lắm á Hòa. Dạ. Bún giấm hay là cơm mẻ hoặc là làm lẩu chua đều ngon ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh thấy cái nấu cơm mẻ là dễ ăn nè. Dạ, chua chua dễ ăn. Ừ. Bắp chuối đồ con súng luôn ha. Dạ. Mà ăn lẩu đó là phải có vài ly rượu đế nữa nha. Dạ. Cho ấm bụng lại. Cái này cá này chắc cũng màu thấm mà, tại cá này nó cũng nhỏ đó. Dạ. Thấy màu dễ thấm. Mà chưa giờ có làm cái món này chưa giờ? Dạ có, hôm bữa em ăn chay rồi đổ bánh xèo chay á. Dạ. Xào với nhân chay được không? Ở đây xào với thịt vịt chứ. Mà hôm bữa làm cái xong bị thất bại.
là mình làm với giống như đậu hũ với củ sắn đồ này kia đồ ha. Dạ đậu hũ với măng. Dạ em đổ tép vô. Các bạn nhanh chín nha, nó để vô là thấy chín tới rồi. Em bỏ thêm xíu đường. Xíu hạt nêm. Nước mắm. Làm bài bản quá ha. Ban ngày thì hồi nãy mình cũng có lột sơ rồi nha cả nhà. Ban ngày thì nó cũng đã chín rồi. Giờ chủ yếu là mình xào cho nó thấm gia vị rồi mọi người. Cha mẹ biểu lấy tiền chạy đi mua đồ về không dạ không. Cha cũng làm được một hai món chứ đâu phải là không biết làm không hết giờ. Dạ đúng rồi. Mà cái gì mà liên quan tới học dịch là em làm được hết. Giống như luộc chiên xào đồ hả? Dạ đúng rồi. Cái món này hấp dẫn quá. Thôi mới được hơn ha. Dạ. Cái món này chứ dễ ăn này, hồi trước mình làm với nước mắm trong mà dầm ớt á. Dạ, dầm cho thiệt cay. Dạ, dạ, nước tương cũng được. Giờ biết cái đó rồi mần cái gì không? Mần gì chú ấy? Giờ mua bột gì đó chào luôn. Nè thì mình vẫn có nhân rồi nè chú ấy. Nước con sôi rồi em cho me vô luôn. Me này cũng nhanh chín. Cho ớt vô luôn, cho thơm. Cái chảo cá này hấp dẫn luôn rồi nè. Dạ. Có ớt, có me rồi. Me này họ dầm ra ăn thơm mà ngon ha. Dạ. Mình ăn chua thì mình dầm nhiều, còn ăn chua ít thì mình dầm ít. Đây thì dào cũng xào xong rồi nha cả nhà. Thì bây giờ thì quà nó cũng cho măng ra dĩa luôn. Đây mình sẽ cho ra hai dĩa cho nó rộng rãi dễ ăn ha. Dạ. Thơm quá hả? Không, thấy bây giờ nó làm cái món này hấp dẫn ha. Nghe mù nó bụng luôn. Nãy giờ ai cũng khen em làm món này hấp dẫn mà chưa có khen ngon nha, tại vì chưa có ăn. Chưa ăn nên biết, chưa biết ngon hay dở. Nhìn thấy là thấy hấp dẫn rồi đó. Cái này đợi cá của ông Quang chín cái nữa là mình nhồi cơm được rồi. Cơm được. Nhập tiền cũng tưởng luôn nhậu nữa. Hay bữa nay em bệnh rồi đó chứ không bệnh là nhậu nữa rồi đó. Dạ. Không, đáng lẽ em bệnh vậy anh phải cho nhậu cho nó hết bệnh. Hết cảm luôn. Dạ, hết cảm. Thơm quá ha. Dạ. Thơm mùi me. Trước em hay kho cá hay bỏ cà chua vô kho chung á. Mà để nguyên trái mới ngon nha. Đúng rồi, để nguyên trái mới ngon. Còn muốn ngon ngon nữa thì cà chua bi. Đúng rồi. Cái đó mà mình dầm ra ha. Dầm cà chua chua rồi. Ngon. Cơm ngon.
nhớ mình nãy giờ cũng có kho cá linh kho lạc xong rồi, thì cũng mời cả nhà dùng với mấy nhớ luôn ha. Xin mời cả nhà. Ăn cơm. Còn nóng hổi luôn chú bác. Nóng. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Này dầm me là đúng luôn rồi ha quà. Dạ. Dầm me chấm nó mới ngon. Dầm me nó chua chua. Dầm me chua chua. Ừ, mà nó thơm nữa. Em chan cơm ăn cũng ngon nữa. Nãy quà đừng cắt ba rau đỡ mấy. Cái đũa ấy đâu à. Quấn ha. Để nó đâm hậu. Dầm trước trái rồi nó chua. Đúng rồi, mình từ từ thôi. Mấy rau này chua dữ lắm á. Cái bông súng này cũng một năm mình mới ăn được một lần hết chú bảy. Một năm mới có chứ nên đâu có hợp. Ừ. Còn bông súng kia mình có ăn hoài qua năm luôn. Không cũng đỏ luôn mà. Dạ, cũng đỏ. Bông súng đỏ. Còn chúng nó chỉ nấu canh chua cho nó mềm ăn ngon hơn. Đúng rồi, cái đó nấu canh chua dạ. Hả? Dễ. Ăn nó giòn 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 giòn. Cái bông súng mình của mình, bông súng đỏ mình ở đây thì mình ăn sống thì nó hơi cứng ha. Dạ. Cái rau mát này nếu mà ai không quen á, là bị tê đầu lưỡi á. Tăng lưỡi. Nó tăng lưỡi. Bị tăng. Mà ăn quen là bình thường. Thành hơn ha. Dạ. Dạ xào món này cũng ngon ghê luôn. Vừa ăn. Em nói là em nhốn nghề mà chưa đi. Không có bắt làm nữa. Này món nào cũng ngon chứ. Chắc hết nồi cơm luôn á chú bạn. Ngon ha. Chú bảy thấy cái món cá kho sao chú bảy? Ngon, ngon từ cái kho này ngon. Dạ. Yeah. Cá này mình ăn không có uổng không chú bạn? Không làm, không có làm miếng nào có uổng không chú bạn? Uổng chứ. Nay quả bị bệnh đúng rồi. Cá là đúng là nhậu thôi. Lúc này thời tiết nó bão bão quá, mình cũng mắc bệnh theo hết chú. Đúng rồi. Giống như chuyển mùa, giờ cũng đang chuyển mùa. Con dữ thì có nước chỗ này. Chan chấm chấm cho nó rớt. Dạ đúng rồi, nó mình chan vô vậy ngon đó. Cái con cá linh này hồi xưa là chú Bảy chài hay là chú Bảy giăng lưới chú Bảy? Chài. Dạ. Chú đó chú chài. Nhiều lắm. Dạ. Bây giờ người ta giống như người ta đổ vớn hay là cái gì cũng nhiều nữa. Đóng đáy. Ừ. Đóng đáy với đổ vớn đồ á. Đổ vớn. Dạ. Mà đa số này ở người ta sẽ đóng đáy nhiều hơn. Tại đóng đáy thì cái lượng cá của nó bắt được nhiều lắm. Cá này đi theo bầy không ạ? Ừ. Mà cá bây giờ không biết có vụ đóng đáy không, không biết. Dạ, đóng đáy là giống như ở những chỗ mà giống như ở thượng nguồn á chú Bảy. Ừ. Là chỗ mà có cá linh á, đầu mùa đó, là người ta đó có đóng đáy. Người ta mới có đóng. Dạ, người còn ta đóng. Còn mình ở đây dẹp đáy cho. Dạ. Lúc trước nhóc trơn chú Bảy. Ừ. Lúc trước trong còn cũng có đóng đáy nữa. Bây giờ dẹp. Mỗi lần có cá lồng tông người ta thổi gì, thổi sừng trâu á. Tụi già. Tụi bà. Thì mới hỏi, ủa hỏi gì? Giống là như ta cầm cái sừng trâu ta thổi gì á. Giống như cái đó kêu bằng túc tù già. Cá nhiều quá nhưng mà mình muốn bán mình thấy nó thúc cái đó người ta mới biết hết chú Bảy. Là giống như là mình báo hiệu là trúng cá đó cho người ta biết đó. Là lại ta mua. Mà thấy bữa nào mà em ghe là xong luôn rồi hết chứ mày. Để bữa nào chú đi trên Châu Đốc, chú thấy có bán. Chú về chú tốt của mấy bài tập trung chú mua nha. Chứ hồi xưa đâu có mà điện thoại mà điện hết chú bạn. Không có, hồi dạ. Đó không có xài điện thoại. Thường hồi xưa là gõ cái chuông. Ủa gì, bạn gõ cái gì ta? Cái bằng gõ kẽn hả? Rồi gõ kẽn.
Ở tại thì muốn đến nhà cho hay cái gì phải lấy xuồng máy đi chứ không có xe chạy. Dạ. Ừ. Đi xong giờ tiện hết cho bạn. Ừ. Giờ có đám tiện gì chứ alo cái là alo tới, còn không lấy xe chạy tới kia rồi. Dạ. Hồi đó cực lắm. Thấy không? Cái bông súng này mà con gọt lột vỏ nó rồi nó giòn. Dạ đúng rồi. Bẻ co khó bẻ lắm. Nó dễ bể. Ừ, hồi xưa ta ăn ta đâu có tút vỏ, ta để vỏ. Mày hơn bông súng mình nhiều lắm các bạn. Dạ. Cái bông đi điển ăn sống cái gì nó tự tự như là cổ qua sống vậy, nó thơm. Dạ. Ở đây mà mình cá linh nó tới chắc cũng tầm khoảng chắc tháng 9 hết chứ bạn. Nó là tháng 8 tháng 9. Cỡ giữa tháng 8. Tháng 8 tháng 9 gần hết tháng 9. Dạ. Vậy cho mình nó xuống bằng... tới mình cái tháng 10 cái bắt đầu cá linh bự. Vậy để mình cho bằng tay cái cho em. Ừ, giờ tới mình đi đến nè. Cái đó là nó đông ngon bằng về hết chứ. Hồi xưa nó về tới mình đó là cái chài của chú 2,5 phân chài dính đó. Dạ. Là nó bự rồi đó. Dạ. Là giống như những con cá nhỏ hay lọt ra ha. Nó lọt. Bây giờ mình ăn mà nhả xương với cái con cỏ đó ăn chắc có xương thôi chứ bạn. Mấy con bự xương trước. Dạ. Mấy con nhỏ như vậy thì mình ăn mình nuốt xương luôn chứ những con bự thì mình phải xương rồi nha. Cá này đâu có nhả xương. Dạ. Em đâu có thấy xương gì đâu. Em thấy em bỏ vô không có nên thật với xương nó hòa tan luôn. Có lý là lúc nó già. À, lúc dạ. Chứ giờ em ngồi em ăn mà em nhả xương thôi. Khó hơn thanh tâm lấy hộp luôn. Chứ là kêu thanh tâm mày bỏ hộp á. Giờ là mấy con cá linh ghìa là từ mấy con này lớn lên. Không chú Bảy? Ừ. Cá linh này nó bự. Dạ. Xương hôm quá, cái xương hôm không, xương hôm nhất. Cái con cá linh ghìa là linh mình chỉ là thích hợp để mình kho mía cho nó gục luôn. Dạ, á quà. Cho nó gục giả luôn á, ăn mới ngon thôi chứ bình thường thì nó xương nhiều. Ủa chú Bảy vậy làm mắm cá linh làm từ con cá này? Ừ. Chẳng lẽ làm bằng con cá chốt. em tưởng cá có cá linh nhưng mà có nhiều loại chứ. Nó có cá linh này. Ý là giàu nó muốn nói là cá linh mà loại dẹt á. Nó đem làm nước mắm đó. Cá linh bự, cá linh ghìa đó. Không, ý là mà bây giờ nó nói là cá linh mà mắm cá linh á, chứ không phải là dạ, nước mắm rồi. Ha. À. Mắm cá linh là cá linh kia bự hơn. Ừ. Bự hơn. Cá linh mà tháng 10 á, nó mới mặn mắm được. Dạ. Ở trên ngoại con á, lâu lâu cái kiểu như là người ta đi giăng lưới hay là làm sao đó mà có cá cơm á. Rồi xong rồi cái người ta làm, người ta nêm gia vị rồi kia, người ta bán trong hũ. Nhưng mà ít khi nào có. Cái đó là mắm cá cơm. À. Dạ. Đó mình chấm với thịt ba dội, cà pháo đồ ha. Cái cơm đó là lưới mùng, giải mùng hay chứ bạn. Mới bắt được nó chứ đừng không mình nhào quá. Xúc. Cái bị múc nó. Ở đây đó. Mình cá cơm cũng có vậy. Cá cơm đó mình đem đi khối với cà. Ừ. Cà chua, cà bi đó. Mình cá cơm ở đây cái mình đi lại ngay chỗ nước quẩn quẩn. Dạ. Mình kéo không có. Thấy măng muốn hết mà tép còn nhiều quá nè. Cái này mấy muỗng xúc đi hoài. Rồi. Ừ, mấy muỗng xúc chứ để hồi tép nó hồi ế à. Bị gớp lắm. Tép này tương đối ngọt. Tép này mình chiên bột. Chiên bột ăn thứ gà luôn. Không, chiên bột ăn không được đâu em. Chiên bột phải nhậu quá, nó cuốn gạo quá chứ vậy. Tép này đâm lên nấu canh bột ngót đúng không? Dạ. Đúng rồi, mà xúc gì. Dạ. Lo lốt rồi cũng ngon nữa. Nó làm thèm quá. Bây giờ nhắc cái gì cũng thèm chưa hả? Chỉ có nhậu thì chưa thèm nữa. Còn cá linh này chiên bột cũng được hả? Dạ. Dạ. Cá linh này chiên bột là dưa luôn á. Ngon luôn. Nó nhỏ vậy là mình chiên bột ngon lắm. Để bữa đi cái mình làm cái món mà cá linh nấu lẩu á, cái mình mua nhiều nhiều mình để một mớ cái mình chiên bột đó Quang. Dạ. Với một mớ mình nấu lẩu.
Cái đó là bữa đó là phải nhậu nha. Bữa nay là cá linh là ăn cơm chứ bữa sau là cá linh phải nhậu mới được rồi. Cái đó phải có chú hộp á. À. Kiếm bắt chú hộp á. Đúng rồi. Sắc cho mình trộn vô ăn nó không ngán. Giờ hơi đợi thì chú hộp nó chỗ ở ngoài. mình sắc mình trộn chung với bột với cá á chú Bảy. Chú Bảy chiên ăn ngon dữ lắm nha. Ngon chứ. Bùi dạ. Bùi. Dạ. Bây giờ kiếm cây chú hộp đi, chừng nào mà có cái bắp chuối thì mình mua cá linh. Kiếm sớm sớm vậy để thể đợi tới tháng 10 là khỏi ăn. Bây giờ chú hộp không có thì mình kiếm chú khác cũng được vậy. Chú sáp. Chú sáp thì cũng được. Chú hộp rồi tới chú sáp. Rồi mới tới chú sim à. Chú hộp thì nó ngon nhưng hơn. Nhưng mà chú hộp ăn nó ngon nha Quang. Dạ. Chú hộp nó giòn. Dạ thơm, không phải thơm mà kiểu nó giòn mà nó sao á. Nó khác với bắp chú sim mình nhiều lắm. Chú hộp ăn nên thuốc nữa. Hay ta ngâm rượu, ngâm gặm rượu á. Chú hộp ngâm rượu chú hộp. Ta ngâm rượu chú hộp không à. Chú hộp mình thì nó bự ha, trái nó bự, còn chú hộp gừng thì trái nó nhỏ ha. Ừ. Chú hộp. Ủa đâu hình như đâu có rượu chú sim á. Không. Chú sim nướng để vô hết chú bạn. Là nướng để. Có. Nướng để vô. Có. Có mà. Ép á, ép xong phơi khô. Giống mít nè, mít mình cũng nếu mà mình nướng xong này nọ mình đem mình ngâm uống cũng thơm á. Giống như nó hơi ngọt ngọt á, ngọt dạ. Ngọt chứ nó thơm. Ủa cái đó không xỉn luôn á. Thấy ngọt 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 uống hoài không xỉn luôn á. Cái mà đó xỉn nào cũng hay luôn đó. Ừ. Cái đó nướng lên chắc để vậy mùi ha anh Quang. Ừ. Cho thơm á. Dạ. Với lại cho cứng cái mít lại. Ừ. Cha em thì ở nhà là kiểu như là ở trước có trồng mấy cái cây đinh lăng á, mà mấy cái cây tầm vài năm á, cái lấy rễ của nó rồi xong rồi mấy cái trái gì mà nên thuốc á, xong rồi cho em ngâm vô bình bụng. Ngâm chung vô ha. Dạ đúng rồi. Đụng đỉnh đâu nè. Dạ. Bây giờ là ngâm lâu chưa? Bình rượu á ngâm lâu chưa? Dạ, dạ bình rượu đó là, ngâm được năm mấy. Bình đỉnh là chị mình khớp. Dạ là thường thường em nhớ bình rượu ngoài năm mấy đủ ngon lắm anh. Chứ có giàu á chứ mình đâu biết được. Chứ chị thấy ở đây mấy anh em ngâm khoảng tháng mấy uống rồi đó. Chưa ra màu hết rồi. Không chịu ra màu hả chú ơi. Rượu đó cha con để trong cửa nhà hả không hả? Dạ để trong nhà bếp á. Nhà bếp hả? Thử không hả? Tối kia chú bò chú kia chậm. Ủa sao để trong nhà bếp kỳ vậy? Đánh lạc hướng hả? À? Đúng rồi chắc vậy. Có trong nhà bếp là biết chi không, lần lúc mà ăn cơm á thử đồ ăn rồi á lại mình nêm nếm ha, là mình ăn cơm á cái mình lại mình gót miếng cho gần. Chứ rượu thuốc thì mình uống trong bữa ăn cơm á, mình uống chừng 1-2 ly á nó cũng tốt cho sức khỏe lắm. Dạ. Chứ mình đừng lạm dụng nhiều quá. Nó uống 1-2 tước à. Chứ kêu uống nhiều. Rượu thuốc thì thường thì uống 1-2 tước á, còn rượu kia thì phải uống nhiều mới được. Tại rượu thuốc thường là mình ngâm rượu gốc không à. Rượu mà nó mạnh. Mà rượu thuốc mà pha ra rồi uống giống như khỏi pha còn ngon hơn. Đúng rồi, thì uống giống như mình uống vài ly về tước giống như chú Bảy nói vậy đó. Dạ. Thì nãy giờ nhóm mình cũng có ăn cơm xong rồi. Giờ thì cũng xin chào cả nhà. Hẹn là cả nhà những người tiếp nha. Xin chào cả nhà.